Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và Alphard Converter. Đây là lần đầu tiên chúng mình làm về dòng sản phẩm Quadro qua hai lý do chính mà chúng mình gọi là rất ít khi làm. Thứ nhất, đó chính là nguồn hàng của nó quá ít để chúng mình có thể mượn được để review cho anh em. Và cái thứ hai nữa, đây là dòng sản phẩm nó trọng tâm, nó hướng tới những đối tượng cơ bản. Ví dụ như nếu bạn là một người dùng chơi game, rõ ràng các bạn nên chọn dòng sản phẩm GeForce. Còn nếu những bạn nào mà cần một sản phẩm nó thu hồi vốn nhanh hoặc là làm những project đặc biệt thì rõ ràng Quadro nó sẽ là một sự chọn vô cùng tốt. Và đây là Quadro RTX 4000 đến từ Litech. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần vỏ hộp. Các bạn có thể thấy ở đây, đây là Litech, sản phẩm này được bảo hành 3 năm. Và đây là cả loại Quadro, rõ ràng rồi. Và đây là phiên bản tham chiếu tới từ NVIDIA. Tức là hãng Litech này gia công sản phẩm theo như phiên bản tham chiếu của NVIDIA và không custom lại bất cứ một điều gì cả. Và sản phẩm này nó sẽ có một cái số hỗ trợ như kiểu hỗ trợ cả Win 7, Win 8 và kệ. Đương nhiên rồi, phải Win 10, Ubuntu và gần như tất cả hệ điều hành nó đều hỗ trợ cả. Trừ iOS, macOS này thì nó sẽ hỗ trợ được cái đây thì các bạn ai cũng biết rồi. Và một điều nữa, các dòng CPU hỗ trợ phải lưu ý, bởi vì mình đọc được ở đây nó hỗ trợ Core i5 trở lên, tức là bạn nào mà dùng Pentium Celeron này và Core i3 có lẽ không nên chọn dòng Quadro này. Và các bạn sử dụng CPU của AMD thì hầu như đều có thể hỗ trợ. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra một chút để các bạn có thể thấy được. Và khi mình mở lên một chút thôi, các bạn có thể nhìn một dòng chữ nhỏ nhỏ ở đây, nhưng phiên bản gọi là by NVIDIA, nó là gần giống những gì của NVIDIA rồi. Thì mình đã bỏ cái lớp silver rồi để cho các bạn đỡ nghe tiếng gọi là lạch xoạch. Và chúng ta sẽ nói đến phần phụ kiện, bởi vì các dòng card họa của Quadro ấy nó hướng tới những cái sản phẩm gọi là xuất đa màn hình, gọi là xuất màn hình kiểu gì cũng xuất được. Và các bạn sẽ nhận được rất nhiều các loại dây chuyển đổi, có cả cổng USB Type-C này, DisplayPort và DVI, nói chung là đủ hết. Bởi vì nhá, các bạn biết dòng GeForce nó cũng có cổng USB Type-C, thế nhưng nó không hỗ trợ xuất hình. Quadro có cổng USB Type-C và nó có hỗ trợ xuất hình. Đây là điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà cân nhắc lựa chọn giữa hai sản phẩm card họa. Trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế. Đây, mình đã cầm sản phẩm trên tay rồi. Nó cực kỳ mỏng luôn, nó chỉ chiếm một khe PCIe thôi. Thì với cái độ mỏng này, các bạn hoàn toàn có thể gắn được rất nhiều card họa. Các bạn phải hiểu NVLink này, SLI này, nó chỉ là một giải pháp trong giải pháp đa card họa thôi. Bởi vì các bạn có thể cắm liền một lúc khoảng 4-5 con card họa Quadro vào vẫn được, không nhất thiết cần phải cầu kết nối. Thì một lý do thực tiễn và một ý nghĩa thực tiễn nhất đối với bạn sử dụng các card họa Quadro đó chính là xuất đa màn hình. Với NVIDIA GeForce, các bạn có thể cắm hai card họa, thế nhưng nó không thể xuất được quá nhiều màn hình. Tuy nhiên, đối với Quadro, nó có một tính năng, đó chính là các bạn cắm 4 cái card họa Quadro RTX 4000 như này và cộng thêm một cái sản phẩm card nữa của NVIDIA ấy, các bạn có thể xuất được 16 cái màn hình khác và có thể điều khiển 16 cái màn hình đấy thông qua một phần mềm duy nhất. Lý do thực tế nhá, các bạn có thể nhìn vào các cái bảng chiếu ngoài hỗ trợ này hay các biểu diễn ca nhạc ấy, có màn hình rất lớn, các bạn có thể chiếu được hình ảnh gọi lên từ tất cả hình ảnh đấy. Tất cả bắt buộc sử dụng các Quadro thì mới có thể hiển thị được. Dùng GeForce hay là một hãng khác thì rất khó để có thể làm. Làm đương nhiên vẫn có thể làm được nhá, thế nhưng nó sẽ không thể tiện bằng được những sản phẩm hỗ trợ kiểu Quadro này. Thì bây giờ sẽ về phần thiết kế. Với nó mỏng này, bắt buộc sử dụng tản nhiệt lồng sóc. Và đây, quạt hút gió vào và thổi ra. Thì với cái thiết kế này, nó sẽ có lợi thế là nếu như vỏ cây của các bạn ấy nó quá bí, nó không có airflow tốt, thì sản phẩm như này nó sẽ giúp cho các bạn đẩy luồng khí nóng vào trong vỏ cây ra ngoài nó nhanh hơn và nhiệt độ của nó cũng tương đối cao đấy. Bởi khi mình stress test thì nhiệt độ của GPU nó sẽ rơi khoảng độ 85 độ C trong phòng điều hòa, và mở cây, đóng cây vào thì nhiệt độ nó cũng xem như vậy thôi. Còn nếu như mình bật quạt mắc thì nhiệt độ của nó tương đối thấp, khoảng 70 độ C. Đây là mức nhiệt phải nói là lý tưởng để các bạn có thể sử dụng trong mọi môi trường. Về phần đằng sau thì các bạn thấy cái phần bo mạch của nó tương đối ngắn thôi. Chúng ta sẽ có thể đếm được 8 chip nhớ đằng sau. Đây, các bạn nhìn đằng sau là biết được có 8 chip nhớ. Nhưng một chút nữa mình sẽ nói phần thông số. Và cổng cấp nguồn của nó là sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin. Card họa này ăn tổng cộng là 160W, một khe PCIe nó chỉ cấp được 75W thôi. Thế nên chúng ta cần một cổng cấp nguồn rồi. Thì cổng cấp nguồn đặt ở đây thì nó gọi là sẽ dễ dàng trong việc các bạn cắm đa card họa và việc đi dây trong nó cũng đẹp hơn. Đấy, về lý thuyết thì là vậy. Và về phần cổng kết nối, chúng ta sẽ có tổng cộng 3 cổng DisplayPort và một cổng USB Type-C. Trong vỏ cũng đã tặng cổng USB Type-C để chuyển đổi rồi. Và cái card họa này hỗ trợ xuất hình ảnh lên đến tận 8K, điều mà tất cả những cỗ card họa GeForce đều phải nằm mơ để có thể sở hữu được, gọi là sử dụng một cách nó mượt mà. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đề cập một chút về phần thông số. Nếu như mình xét về khía cạnh thông số, mình so sánh với sản phẩm này với một cái card họa GeForce, rõ ràng nó không giống nhau, bởi vì là cái đối tượng sử dụng nó khác nhau, một bên dành cho game thủ, một bên dành cho làm việc. Thế nhưng các bạn phải lưu ý như này nhé, sản phẩm này mặc dù mức giá có 1.000 đô trông nó mỏng này thôi, thế nhưng cái nhân GPU của nó vẫn là một nhân GPU cao cấp, một sản phẩm RTX cao cấp mà mình không tiện nói tên, nhưng yên tâm đi, nó rất cao cấp.
cái phần thông số của nó, nó mình sẽ so sánh với cái thế hệ tiền nhiệm của nó là Quattro P4000. Đây là dòng RTX thì nó sẽ có một lợi thế, đó chính là tính năng real time ray tracing, tức là đối với những cả đồ họa thế hệ mới kiểu là RTX series Quattro như này này, nó sẽ có khả năng làm việc này, khả năng đổ bóng, tính toán ánh sáng sẽ tốt hơn rất nhiều khi so với thế hệ tiền nhiệm. Với dòng P4000 thì điện năng của nó đồng ý một điều, nó sẽ thấp hơn, nó chỉ tiêu thụ khoảng 110W thôi. Các bạn sẽ chỉ có một cổng 6 pin, thế nhưng với sản phẩm như này các bạn nhìn nhá, nó có một cổng cấp 18 pin, thế nhưng hiệu năng của nó cải thiện hơn rất nhiều. Và qua một số các bài test nhanh và mình có tham khảo trên mạng thì hiệu năng tổng thể của nó cao nhất có thể đạt được cải thiện là 89%, và tổng thể còn lại nó sẽ cao hơn khoảng 36% khi so với thế hệ tiền nhiệm, và mức giá của nó chỉ đắt hơn khoảng 100 đô thôi, hoặc chưa tới 100 đô. Một sản phẩm vô cùng lý tưởng để có thể chọn mua nếu như các bạn thực sự cần thiết. Tiếp tục về phần so sánh giữa RTX 4000 và Quattro P4000, bởi vì nó là dòng cùng thế hệ mà, thì về mặt hiệu năng nhé, nói về xung nhịp cơ bản đi thì nó sẽ thấp hơn thế hệ tiền nhiệm. Một bên sử dụng kiến trúc là Pascal, một bên sử dụng kiến trúc Turing, thế nhưng một bên đây là Quattro RTX 4000, mặc dù xung cơ bản của nó chỉ hơn 1000 thôi, thế nhưng xung boost core, boost clock của nó rất cao, lên tận 1500, nó cao hơn cả dòng P4000. Thế nên trong hầu hết những tất cả các bài test của mình, nó đều cho hiệu năng gọi là vượt trội hơn tương đối nhiều. Một cái thứ hai nữa về phần băng thông bộ nhớ memory bandwidth ấy, thì nó cao hơn gần gấp đôi khi so với thế hệ tiền nhiệm, mặc dù cả hai đều là 256 bit cả. Thế nhưng một bên sử dụng chip nhớ là GDDR6 và một bên GDDR5, nó có một sự khác biệt tương đối lớn rồi. Và rõ ràng thì đây sẽ là một sản phẩm để dành cho các bạn nào chọn mua. Còn những dòng nó thấp hơn một chút, ví dụ như kiểu dòng P2000, nó khác phân khúc thì nó không thể nào được so sánh với sản phẩm này được. Và bạn đang cân nhắc có nên mua một sản phẩm giống kiểu Quattro RTX 4000 như này, hay mua một vài mẫu card loại Quattro 2000. Ví dụ các bạn mua hai card Quattro 2000 chẳng hạn, thì mức giá của nó cũng xem một sản phẩm này. Thì theo như mình nghĩ, các bạn mua luôn một sản phẩm như thế này, một Quattro RTX 4000 luôn, thì nó sẽ có cái hiệu năng nó ngon hơn. Nếu như bạn là một người cần xuất hình thì mua hai con P2000 cũng được, nhưng nếu mà mua để sử dụng một card thôi thì đây sẽ một sản phẩm tốt để có thể chọn mua. Còn đa card thì rõ ràng đa card Quattro con nào nó cũng ngon cả. Và tiếp tục nữa, chúng ta sẽ nói về cái phần thực tiễn khi sử dụng. Những bạn nào mà làm bên xây dựng, ví dụ như sử dụng phần mềm bộ công cụ của Autodesk chẳng hạn, thì cái sản phẩm Quattro RTX 4000 này nó hỗ trợ rất tốt. Ví dụ như các bạn đang tính toán đổ bóng hay tính toán ánh sáng thì bên nhân RTX Core nó sẽ hỗ trợ các bạn tính toán nó tốt hơn. Một cái nữa đó chính là tính năng khử răng cưa. Khử răng cưa trên các dòng card loại GeForce nó cũng có, thế nhưng nó không phải đến từ phần cứng, nó đến từ phần mềm. Thì riêng đối với dòng Quattro, tính năng khử răng cưa nó xuất phát ngay từ phần cứng luôn, và qua đấy nó tính toán khử răng cưa nó tốt hơn. Một điều nữa, nó quản lý VRAM cực kỳ tốt. Quản lý VRAM nhá, đây là một dòng sản phẩm chỉ có 8GB VRAM thôi, thế nhưng nó quản lý VRAM tốt hơn kể cả những dòng card loại 1GB VRAM, nhưng mà là dòng GeForce. Thì với khả năng quản lý VRAM tốt, các bạn sẽ chắc chắn không bao giờ gặp cái hiện tượng gọi là tràn VRAM, như kiểu là khi đang làm thao tác công việc ấy, mặc dù là project nó không hề nặng một chút nào, thế nhưng các bạn vẫn bị giật bởi vì là hệ thống quản lý VRAM không tốt. Nhưng riêng với Quattro thì hiện tượng đấy gần như không bao giờ xảy ra cả, nó sẽ không bị giật, nó chỉ chậm thôi. Các bạn phải hiểu nhá, nó chậm thôi, tức là thao tác nó hơi chậm một chút so với giật, nó khác hoàn toàn nhau nhá. Bởi vì là đây là một cái lý do đơn giản để mình có thể biện hộ được cho cái vấn đề là ít VRAM của dòng card loại Quattro. Nó ít nhưng mà nó chất. Đấy là lý do thực tiễn. Và cái thứ hai nữa, và đây là dòng sản phẩm hướng tới đối tượng làm việc, nó sẽ hoạt động gần như suốt ngày. Có thể là một số các bạn không tin, thế nhưng mà có những cái dự án ấy, họ có thể cắm ngày qua ngày này, một ngày không có làm gì, hoặc cắm cả tuần, cả tháng, hoặc là vài tháng họ mới tắt máy đi. Thì những dòng Quattro thì nó mới có thể chịu được. Đối với những dòng GeForce, nó có một thiết kế gọi là hệ thống tản nhiệt vô cùng tuyệt vời, nó vô cùng đặc sắc. Thế nhưng mà để hoạt động lâu như vậy thì chưa chắc nó đã hoạt động bền bỉ bằng những sản phẩm như này. Và một số lý do thực tế nhá, bạn nào mà kiểu đam mê về 3D, bạn nào đam mê về xe đi, mình sẽ nói về xe nhá. Những bạn nào nhìn các bộ máy liên quan tới các bộ kiểu là kết cấu của xe ấy, thì sản phẩm card loại NVIDIA Quattro này nó hỗ trợ các bạn preview rất tốt, và là các bạn dựng những cái kiểu là về động cơ của xe máy nó rất ngon. Tức là nhá, các bạn có thể nhìn được rất dễ dàng khả năng khử răng cưa của nó và cái xử lý các hình khối 3D của nó cực kỳ tuyệt vời, và kể cả việc tính toán sức gió nữa, tức là cái công việc liên quan tới tính toán mà cần với khả năng gọi là tính toán mạnh mẽ ấy, như kiểu tính toán sức gió để làm sao để thiết kế kiểu một cái xe này cái gọi là cái khí động học, hoặc là nó một cái tên gì đó nó hoa mỹ một tí để tính toán cái sức gió của nó sao cho nó tốt nhất ấy, thì phải bắt buộc phải dựng các cao đồ họa giống như Quattro này thì nó mới có thể làm được. Phòng một cái điều thực tế hơn, có rất nhiều những cái khối lượng rộng, ví dụ kiểu tính toán năng lượng bắt buộc phải dụng Quattro,
làm trong y tế cũng phải qua RO, dạy học trong trường học thì tùy thôi. Có những project nặng này sử dụng AI thì vẫn phải là qua RO. Có những trường nào mà có cái mức đầu tư thấp hơn thì đương nhiên họ sử dụng NVIDIA GeForce. Hoặc là dễ dàng nhất thì các bạn có thể tìm thấy ở trong tất cả các dự án đắt tiền, những cái bộ máy tính nó liên quan đến cả tỷ đồng chắc chắn phải là Quadro đi cùng với DualSeong để có thể xử lý được cái sản phẩm này. À, nhân tiện nói tới vấn đề DualSeong thì cái sản phẩm này thì nó sẽ quản lý vấn đề VRAM thì không nói làm gì rồi, nhưng về Gigabyte RAM, từ RAM để các bạn sử dụng ấy, với DualSeong các bạn có thể hỗ trợ đến vài terabyte RAM. Thế nhưng không phải ai cũng có tiền đầu tư một bộ DualSeong, các bạn chỉ sử dụng một cái sản phẩm như kiểu Intel Core i thông thường hoặc một chip Xeon Family thôi, thì khối lượng RAM tối thiểu các bạn phải sử dụng để đi với cạc này để tận dụng được nó sẽ phải là 8GB, và tối ưu nhất đấy sẽ phải là trên 16GB, và theo như mình nghĩ thì bao nhiêu không là đủ với Quadro cả, bởi vì nó là làm việc và làm việc nó vô cùng rộng. Có vẻ như vẫn hơi khó hình dung đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói đến vấn đề liên quan y tế. Y tế thì đương nhiên rồi, nó quá thực tế rồi, nó còn ăn sâu vào cái đời sống của các bạn rồi. Và mình sẽ nói cái vấn đề này nó cực kỳ dễ hiểu theo cách gọi là mình có thể diễn đạt được cho các bạn. Đó chính là máy chụp cộng hưởng từ. Nó có thể xem xét được tất cả các loại tế bào trong cơ thể các bạn để bác sĩ có thể chẩn đoán được bệnh, hoặc các bạn đi khám ấy để đã chụp cộng hưởng từ. Và đương nhiên còn gọi GeForce nó vẫn có thể làm được, thế nhưng nó không thể làm tốt được bằng Quadro rồi, bởi vì Quadro nó có thể cắm được nhiều cạc sinh với nhau rất dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là với GeForce nó phải làm qua phần mềm, tức là các cái nhà viết ra cái phần mềm đấy họ phải viết ra các tập lệnh để các thiết bị các bạn có thể làm được. Nhưng riêng với Quadro nó hỗ trợ trực tiếp từ phần cứng rồi, thì NVIDIA đã nạp vào các cái tập lệnh để xử lý các hình khối 3D sao cho nó hiệu quả và nó nhanh nhất. Thì có thể một cạc Quadro không làm được, nhưng hai ba cạc với 4000 thì có thể nó vẫn không làm được thôi. Thế nhưng đối với dòng cao cấp hơn thì sao? Litex RTX 8000 series chắc chắn, 8000 thôi, không phải 8000 series đâu, nó vẫn có thể làm được. Không, chắc chắn rồi, nó phải làm được chứ, không, cái này chắc chắn nó phải làm được. Thì đấy, để các bạn có thể nhìn được cái ý nghĩa thực tiễn của Quadro. Có thể là các bạn chơi game các bạn thấy không cần thiết, nhưng đối với những người làm việc, những người làm trong xây dựng này, những người cần các project nặng này, làm trong y tế này, hoặc làm trong vấn đề của điện máy năng lượng các thứ, họ rất cần những sản phẩm như thế này. Và bây giờ nếu bạn nào mà quan tâm tới các bạn nên chọn mua cả loại nào, lời khuyên của mình như này: nếu như các bạn thực sự làm việc thôi, tức là cần một sản phẩm làm việc hay cần một sản phẩm để xuất hình sao cho nó đẹp nhất, rõ ràng các bạn nên mua dòng cạc Quadro. Còn nếu như bạn vẫn là một người làm việc thế nhưng vừa làm việc vừa chơi game thì GeForce sẽ là một sản phẩm các bạn nên chọn mua. Và đường link của tất cả các sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.